Chào anh chị các bạn. Hôm nay kênh Thanh Điền sẽ là một video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình cài đặt cái theme GNU. Theme này là cái theme chuyên về tin tức rất là mạnh. Nó cũng ngang ngửa với theme Newspaper. Theme Newspaper lúc trước mình có hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn có thể tìm lại trên kênh mình ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn với cài theme GNU. Đây là theme GNU ở trên theme forest, mình sẽ lên theme forest mình search nhé. Cái theme GNU mình xem trước nha. Đây những cái bản demo của nó nè, rất là nhiều. Rồi ví dụ như là ở đây nó có một số bản demo rất là hay, ví dụ như là cái bản demo mà để làm cái tiếp thị liên kết về review á, có một cái review của tôi thấy cái review của nó đâu rồi. Này review phim nè, mu review nè, nè cái bản này đi, bản này là bản về review của mấy cái sản phẩm nè, có đầy đủ cho tất cả công cụ về tiếp thị liên kết cho mình luôn nè. Nó đây nè, nó đây là thông số review của nó, rồi mua ở đâu, nó mua ở đâu, giá mua ở đâu nè, bấm ở đây là nó qua cái trang mà mình tiếp thị liên kết luôn. Đó, một số tin tức khác. Ở đây tôi có tải cái theme GNU về rồi ha. Chút xíu tôi sẽ share cho các bạn, để các bạn share lên để các bạn cài thử ha. Các bạn cần các bạn mua. Rồi bây giờ là mình sẽ cài cái này, thì mình đòi hỏi mình có một cái website WordPress. Ví dụ như tôi sử dụng website học sắp của tôi đây, tôi đi demo website này. Tôi cứ làm bằng này, tôi làm bằng lát sơm, phần tin tức nó không mạnh cho nên làm là thấy tin tức nó chán lắm. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ đổi sang GNU để tôi chuyển sang cái theme GNU. Tôi sẽ tự đây nè, tôi tạo hết đầy đủ các category rồi nhưng mà tôi không thích nó nữa, tôi bỏ nha. Và để cài đặt được cái theme GNU này thì mình phải đăng nhập vào tài khoản quyền cao nhất của website đây nha. Ở đây thì mình rê chuột vô chỗ cái phần giao diện nè. Đây nè, mình thấy nha. Còn đây nếu mà không, nếu mà tiếng Anh thì ở đây là nó là appearance ha. Ở đây tôi đang cài giao diện tiếng Việt, đổi qua giao diện tiếng Anh tổng quan đi cho mấy bạn dễ nhìn ha. Default lại cái ngôn ngữ ha. Ai chưa biết default mà vô theo tôi ha. Đây mình default là cái ngôn ngữ tiếng Anh đi rồi mình làm ha. Rồi, trong tiếng Anh ở đây mình sẽ vô bằng theme này ha. Đấy. Rồi sau đó mình add new, mình sẽ upload thêm ha, chọn vô cái file này chính là cái file zip của mình ở đây, cái file zip của mình nãy mình cái file zip mình nằm ở chỗ cái theme mình đào về ở đây nè, file new theme này ha, cài đây và rào vô đúng cái chỗ này nè. Thay vì mình tìm thì tôi nhớ sẵn cái đường dẫn đây nha. Tôi cài có hai cái file, file thêm chính và file thêm phụ. File thêm chính tôi cài file thêm chính, file main thêm trước. Rồi cài vô. Ở đây mà nếu mà bạn nào mà mới xem video của tôi lần đầu tiên á, thì các bạn không biết cái WordPress này cài sao á, thì các bạn có thể lên kênh của tôi để tìm cái video mà cài đặt WordPress trên SAM là trên máy tính của bạn, hoặc có thể là bạn cài trên Hotin là trên Direct Admin hoặc là CMNL tôi hướng dẫn ha. Ở trên kênh của tôi thì bạn tìm coi cách cài đặt WordPress như thế nào, tại vì video này tôi không có hướng dẫn cách cài đặt WordPress. WordPress thì mình phải có sẵn cái WordPress để được cài sẵn hay được chạy trên một cái tên miền hoặc trên một cái local host nào đó để mình mới thực hành được cái video này.
Rồi tiếp theo cả cái thêm phụ và thêm siêu này ha. Rồi siêu lần này ha. Rồi thêm thon. Khi mình acti á là mình acti cái thêm siêu chứ không acti cái thêm chính. Nguyên tắc khi có hai thêm chính là thêm phụ thì mình acti cái thêm phụ không acti thêm chính. Còn nếu mà giả sử như mà acti thêm chính là như mình không cần cái gài thêm phụ ha. Vẫn được nhưng mà theo nguyên tắc mình phải xài thêm phụ. Tại khi mà mình muốn customize cái gì mình customize cho anh thêm phụ. Đó. Rồi có gì có khi mà có update từ Temporep thì Temporep chỉ update thêm chính thôi. Nghĩa là Temporep có sửa đổi gì đó, sửa đổi thêm chính. Mình có những cái mình customize trên customize mình tùy biến trên thêm phụ thì không ảnh hưởng gì trên với khi mà thêm chính update. Đó. Sau đó AC. Thì xong nó bảo mình phải có khay gì đó bla 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 ha, thì cái đó mình tính sao đây, mình không có khay thì mình tính sao mình để ha. Rồi sau khi mình cài xong bây giờ mình tiếp tục mình quay chỗ là inbox say demo nè, ở đây để inbox demo ha, inbox cái demo mình coi mẫu nào thích thì mình cài vô để mình làm ha. Đây rất là nhiều mẫu đây nha. Ở đây tôi làm trang tin tức thì tôi sẽ cài một cái mẫu nào đó đây, ví dụ là mẫu này tôi bấm review rồi review tôi coi trước. Ví dụ mà thấy mẫu này thích thì tôi sẽ cài mẫu này, còn ví dụ mà tôi không thích thì tôi sẽ coi mẫu khác, nhiều mẫu lắm. Đây nè, Faction Travel Foods đây, vân New Flavor đây là New Flavor rồi, cái này game, thích game này mình sẽ demo game, thích lock demo lock ha, motorbike rồi vân vân ha. Rồi đây để coi có mẫu nào không, mẫu về mẫu tôi sẽ có một cái mẫu về, tôi kiếm mẫu cái này là kha thì như về xe cộ. Rồi tôi chỉ chọn được mẫu luôn. Vô món này đi, món này tôi coi như thế nào. Test này coi. Công nghệ coi ha, công nghệ đây. Thì đây là công nghệ. Ở đây đỡ tốn thời gian thì tôi sẽ một cái mẫu này đây, mẫu này cũng hay lắm. Rồi tôi demo mẫu default đấy ha, mẫu default này. Rồi tôi sẽ chọn mẫu này nha. Rồi mẫu này, mẫu đầu tiên, mẫu default tôi sẽ sử dụng là cái nào đây, Visual Composer Content đó. Đây mình sẽ xài một cái là Visual Composer Content hoặc là mình xài Elementor Content. Cái này khác nhau sao? Một cái là xài Elementor chính là cái thằng này nghĩa là khi mà nó thiết kế layout nó sẽ sử dụng cái builder của thằng này để nó làm. Đó, đây thằng Elementor nè. Thằng thứ hai á là cái thằng Visual Composer. Thằng Visual Composer là cái thằng này, Visual Composer Content. Hai thằng này mình thích thằng nào, ví dụ mình xài quen thằng nào mình chọn thằng đó. Đây. Thì đây tôi sẽ xài thằng Elementor nha. Elementor. Rồi tôi bấm vô inbox demo nha. Rồi ok. Tôi đợi nó chạy.
sẽ cài login trước, rồi sau đó nó sẽ cài install content vô ha. Rồi sau khi mình chờ nó cài đặt demo xong rồi mình ok ha, nó báo là chúc mừng bạn đã cài đặt thành công ha. Đó. Rồi sau đó mình review thử cái website mình lên thử rồi mình coi như thế nào ha, nó có ra yêu gì không, nó ra gì nhiêu cho mình luôn ha, cài đặt đầy đủ hết cho mình luôn. Bây giờ bước tiếp theo của mình là mình sẽ thay đổi tin tức này thành cái tin của mình, những cái category hay là vân vân, hay những cái bay hay những cái header logo đó thành cái của mình ha. Đó là như thế đó. Ở đây là mình sẽ vô mình coi nó tạo ra mình cái gì đây. Ở đây nó sẽ tạo ra cho mình là đây, nó sẽ tạo ra cho mình những cái bay nè, hôm 123 nó mấy hôm đây, và nó tạo cho mình những cái post đây là những cái tin tức demo của nó đó. Những cái demo cũ của mình không có, mình có thể xóa những cái demo của nó để chuyển sang demo của mình, category của nó này, nó tạo ra quá trời. Chút xíu nữa mình sẽ chuyển những cái category của mình, chuyển cái category của mình gắn vô đây ha, từ logo. Đầu tiên là mình sẽ tiếp theo mình sẽ cho nên tiếp là bằng logo nè, header, menu, rồi những cái tin chính đây, rồi vân vân tiếp tiếp nha. Rồi kết thúc video đây nha, rồi em lại chị video tiếp theo.